Theo quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội đang mở rộng khu vực đô thị trung tâm từ các quận nội đô về các quận phía Tây và Nam thành phố. Dự án mở rộng đường Tam Trinh đang được gấp rút hoàn thành, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019. Dự án đường Vành Đai 2,5 cũng đang được đẩy mạnh tiến độ. Theo báo cáo của CBRE, trong quý 3 năm 2018, tại Hà Nội đã có 5.000 căn hộ được chào bán, với 70% căn đến từ khu vực phía Tây và phía Nam thủ đô. Trong đó, Hoàng Mai là một trong những quận hút khách mua căn hộ nhất nhì tại khu vực phía Nam, với nhiều dự án chung cư nổi bật. Trước sự phát triển của hạ tầng giao thông, các dự án căn hộ tại quận Hoàng Mai ngày càng hút khách, góp phần hình thành nhiều khu dân cư sầm uất và đáng sống.